Ok, thì ở đầu video bạn là có nhu cầu mua vàng, mua ngọc, mua đất giá rẻ hay là làm dịch vụ thuê giá rẻ, uy tín, chất lượng thì các bạn lên ngay shop7sao.com nha mọi người. Ngoài ra, shop7sao.com mới có một danh mục mới cực kỳ là phê, đó chính là danh mục flash sale cực kỳ là hot nha mọi người. Đó. Danh mục này bán nick với giá siêu là rẻ, giá siêu rẻ mọi người. Ngoài ra vào những khung giờ ngẫu nhiên thì shop sẽ bán nick với giá không đồng nha mọi người. Nên mọi người lên ngay shop 7 sao để có những trải nghiệm cực kỳ là tốt và phê nha mọi người. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người quay trở lại kênh của mình nha. Thì mình là Gen TV đây. Ok, ở đầu video mình chúc tất cả anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên mình nha em ơi. Thì clip hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn em cách tải bản mod của Buffett phiên bản mới nhất nha, phiên bản 1.9 đúng không ạ? Đây, thì đầu tiên thì em bảo phải lên Google, bởi có Google Play này đó. Anh em chỉ cho anh em nhé, để tải nhá. Gõ là Google Play này đó. Còn gõ là ngro.vn hoặc là nó ra hoặc là em thử gõ là cúi bắp hát nha. Đó, có hai cách để gõ. Đây, nó ra luôn. Ấn vô. Đó. Ok đó, sao bạn vẫn vô đây đúng không? Đó, ngờ đây cho em xem bản mới nhất này. Ngờ do 199 super mod. Ơ, sao cho mình tự kéo xuống nhỉ? Why? À, nó bị lag. Ui, nó bị lag em ạ. Đó, nó kéo xuống rồi. Ngờ đó, chứ mà còn chút phiên bản mới còn bị lag. Đây, ngờ do 199 Super Mod Pro của Buffett Android iOS Artiban giữ kết nối 24/24, upset kích hoạt 81 skill, up điện tử giữ sáng màn hình full tất cả tính năng VIP nhất. Bảo update là ngày 9 tháng 7 mới, thiếu mất ngày 9 tháng 7 rồi nhá. Giao dịch MPC cơ chế mới cập nhật hồng ngọc theo Tembubi Free Auto Captcha 1v1.2 beta nhá, nói chung là khá là cái mới em ạ. Fix lỗi giật khung hình khi dùng skill tích hợp Artiban V.2 chấm khóa thể sử dụng full tính năng kể cả CMAP mở khóa bình thường mở khóa các bạn quên là khi nào mở đầu là mở khóa. Ok đó, bây giờ mình chỉ cách tải nha. Đấy, các bạn kéo xuống em ơi, để có link tải các bạn phải là ấn vào quảng cáo em ơi. Đó, để link tải các bạn phải ấn vào quảng cáo nhá. Lúc đó mình ấn vào quảng cáo rồi, kiểu để kiểu khi anh em muốn có link tải không thì các bạn phải ấn vào quảng cáo bất kỳ nhá. Ấn vô em ơi, ấn vào bất kỳ thôi, ấn quay lại đây, ấn vô này đó. Sao bạn ấn nút quay lại nhé, quay lại này, quay lại đó, thấy chưa? Ấn nút quảng cáo sợ nút quay lại nha. Làm ra bản mod cho anh em, cho các bạn bản cho link tải cho em quên mất. Đây ra link tải trên này. Kéo còn số có link tải mình kéo qua mất rồi, chuyện hơi nhạy. Quảng cáo tự túc bộ hành luôn, đóng quảng cáo luôn này. Đây, ra link đây. Chú ý vui lòng tắt các chương trình diệt virus như Windows cả Defender app để không gặp lỗi. Ok, mình sẽ ấn tải link mod V199 fit APK nhé. Ấn vô em ơi, ấn vô này em ơi. Đó, rồi sau khi bạn ấn vào quảng cáo đúng không thì anh bấm lại trang nhá. Sau đó nó sẽ hiện ra cái link tải, anh em tải, ấn vô để tải nhá. Ấn vô đây em ơi, ấn vô này. Link mod 199 này, đó. Đấy, Mega Scooter User. Đây vào đây, các bạn muốn click here nhá. Click here continue này. Click here là khó vãi bạn, mình kiểu không anh giỏi ấy. Ấn vô ơi, click here con ti lue mà. Ấn vô đây em ơi, đó. Đây là quảng cáo xong, ấn quay lại nhá. Xong quay lại em ơi, ấn quay lại tiếp này. Quên mình ấn. Đây, anh x em ơi, lỡ mình ấn quên. Anh em ra ấn phần tab sao x ra em x ra ở đó về quay lại đây x tiếp, nó khá như quảng cáo ạ. Nói anh tiếp nhá, đây ấn vô. Nhưng mà khá nhiều cái để còn cái quảng cáo cho anh em đây, anh em phải x ra liên tục không ạ. Đấy, sau các bạn ấn vô tiếp nhá, chưa cả click here em ơi, ấn vô tiếp rồi click here to continue nhá, ấn vô tiếp rồi. Nhưng mà khá như nhà mà tại em phải xem kỹ đường tua mới nó ra còn cả đánh bài lấy ra em ơi, lấy ra nhá, lấy ra ấn vô phần cũ tiếp đây. Đây để khi nào nó chưa kết link em ơi, chưa kết link em ấn vô nhá, bởi nó khá như quảng cáo chưa, em chỉ có x ra em ơi. Đây, ok, sau đó các bạn ấn vô chữ này click here to kết link nhá, ấn vô em ơi, nó ra quảng cáo tiếp sao ấy, khá như quảng cáo đấy ra tiếp rồi. Anh thứ này mua sang cũ click here get link là quảng cáo thế mà. Ôi, nó như quảng cáo cực kỳ luôn đấy, nó vừa cũ nha em ơi.
Nó bút này, click Hello to get link tiếp này. Nó nhìn ra nhảy quảng cáo vãi luôn đấy, anh bạn chỉ khó ấn thôi, ấn 3 lần vào. Đấy, quảng tiếp ạ, ấn bút thứ nhất là click Hello to get link tiếp này, ấn vô này mọi người, ấn chết rồi em ạ. Ok. Đây, nó vô phần này em ơi. Phần ra phần tài này rồi. Download đã được xíu bọn đợi để gọi là tải thêm nhá. Vì nó ra khá nhiều quảng cáo lắm, chứ khó đợi một xíu em ơi. Nhiều quảng cáo phát triển luôn. Đây, xem là mình xem là ồ, nên quảng cáo quá bạn. Đó, sau đó các bạn kéo xuống rồi. Sau đó anh em kéo xuống rồi, kéo xuống ấn một chút này. Tôi phải người máy nha. Đây. Tôi không phải là người máy. Đó, ok. Sau đó, ấn vô phần này. Đây, phần này. Khá nhiều nhiều chung như nhà các bạn nhiều quảng cáo quá ấy. Mà để xem ký đường tour em ơi. Đường tour nhá, anh phải xem ký cho mình. Đó. Sau đó các bạn ấn vô chữ nhá. Ấn chữ này Create IT Download Link này, ấn vô em ơi, ấn vô này đó, ấn vô. Đó. Chứ là khá nhìn nhàng em các bạn, tí để ý một xíu cho mình nhá. Đó, sau đó các bạn ấn vô là Create to Download này. Ok. Nó lại bị lag rồi. Why? Đó, cái ra em ơi. Quay lại trang nhá. Đó, ấn vào phần click here to download này em ơi. Ok, nó đã tải xuống, nó sẽ tải lại em ơi. Nó khá nhanh nhìn nhàng em ạ, vì anh phải xem kỹ nhé, đừng tua em ơi, đừng tua nhá, anh phải xem kỹ cho mình. Kiểu đó khá nhìn nhàng em ơi. Chung là các bạn cứ ấn vào phần quảng cáo nhiều nhá, nhưng mà khá nhìn nhàng, gọi là vớ vẩn đấy. Nó khá nhìn nhàng luôn đấy. Xem kỹ đừng tua em ơi, tua là không bị rối luôn đấy. Lũ luôn em ạ. Đó, Supermod APK đây. Là ngon ngay em ơi, mình vô trẻ cho anh xem nha. Nó đang tải em ơi, mình giả lén là xong. Đó, ấn một chữ click here to load mà lấy vào ra trang mới và ấn quay lại nhá. Lấy vào ra một trang khác và ấn một chữ quay lại cho mình nha. Là được có link tải. Supermod. Ok, giả lén em ơi. Cài đặt lại. Mở lại. Ok chưa? Uy tín em ơi. Supermod 199 cực kỳ là vuông tải dữ liệu này. Đó. Đây. Nhìn clip rồi nha. Sẽ bảo hùng gồng lên mà com. Đó, tải khá là easy các bản mod là khá tính khá là tính năng mới mà. Tải cực kỳ là phê. Đó, ok chưa? Uy tín ngay đó. Vào chơi game ok bạn, ô skin thứ các kiểu luôn. Đi úp quái, đi quái đánh kiểu ngon lành luôn em ạ. Đó, ok ngay em ạ, uy tín ngay. Đó là chưa biết tải xem cho mình đừng tua mà đừng tua em nhá. Anh nhớ xem từ lần cuối đừng tua em ạ. Tua là có thể không tải đâu. À đây quái. Đó, ok chưa? À đây quái úp mượt mượt vàng ngay. Đó. Test farm quái. Ok ngay em ạ. Uy tín cho em ơi. Ok em ơi. Thì clip này dừng đấy nhá. Em thấy hay, hay quý mình nhớ lại một like, một đăng ký, bấm chuông và một comment phía dưới anh em ơi. Thì bye bye anh em nhá. Bye bye mọi người. Bye bye.